Chào tất cả các bạn đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Thì các bạn thân mến, khi đi du học Mỹ chưa có trình độ Anh văn, liệu có đăng ký đi du học được hay không? Đây là câu hỏi khá nhiều các bạn sinh viên khi tìm hiểu thông tin du học Mỹ thắc mắc. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu cho các bạn một trường tại Mỹ dành cho các bạn sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu Anh văn của trường. Đó là trường đại học Montana State. Sinh viên chưa có bằng Anh văn thì sẽ tham gia khóa học Anh văn tại trường ICE, trung tâm Anh ngữ liên kết với trường. Và chương trình Anh ngữ của trường thì đào tạo các kỹ năng về tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu thành thạo ngôn ngữ. Các lớp học thì quy mô nhỏ và trung bình thì khoảng từ 12 học sinh trên một lớp và tối đa là 17 học sinh. Chương trình giảng dạy thì rõ ràng, giáo viên có nhiều kinh nghiệm, tiếp cận với nhiều sự kiện cũng như là các dịch vụ nhà ở v.v. ở khuôn viên tại trường. Chất lượng chương trình chuyên nghiệp thì được đảm bảo và công nhận bởi tổ chức CEA. Trường đại học Montana State của Mỹ thì là trường đại học cung cấp các chương trình đại học và sau đại học chất lượng cao dành cho sinh viên Mỹ cũng như là các sinh viên quốc tế. Và trường thì có khoảng 12.500 sinh viên với 400 sinh viên quốc tế trên 70 quốc gia khác nhau trên thế giới. Và trường nằm ở thị trấn với 40.000 cư dân và có rất nhiều hoạt động văn hóa để sinh viên tham gia như là biểu diễn âm nhạc hay là sân khấu và các hoạt động nghệ thuật khác. Thế mạnh của trường là đào tạo các chuyên ngành công nghệ, máy tính, kiến trúc, nông nghiệp, sản xuất phim hay là chăm sóc sức khỏe và các ngành khoa học khác. Với mỗi chuyên ngành thì trường được công nhận bởi các tổ chức danh tiếng. Trường thì đào tạo các chuyên ngành chất lượng cao như là kinh doanh và hàng năm thì trường cũng nhận được khoảng là 102 triệu đô cho việc nghiên cứu và các hoạt động sáng tạo. Những sinh viên xuất sắc thì được khuyến khích tham gia cho chương trình học bổng này. Cơ sở vật chất thì hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng. Trường thì có 800 phòng máy vi tính và các phòng thí nghiệm chất lượng cao. Ký túc xá thì thuận tiện được đảm bảo cho tất cả các sinh viên khi mà có nhu cầu, với nhiều hoạt động giải trí bao gồm như là rạp chiếu phim, sân khấu, hòa nhạc, các câu lạc bộ cũng như là các hoạt động thể thao khác. Và trường giảng dạy 100 khóa học đại học và 40 khóa học thạc sĩ và 16 khóa tiến sĩ với các khoa như là nông nghiệp, mỹ thuật và kiến trúc, kinh doanh, sư phạm, sức khỏe và phát triển, kỹ thuật, văn chương và khoa học, điều dưỡng. Và bên cạnh đó thì có chương trình tiếng Anh dành cho các bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện Anh văn đầu vào của trường. Và để được hướng dẫn chi tiết điều kiện đầu vào của trường như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam. Và thông tin về trường thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Chào tất cả các bạn và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Mỹ Thiền vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi chiều ngày hôm nay. Chào Thiền, chào chị. Khi mà em được tin là mình được nhận visa thì em cảm giác của em như thế nào? Lúc mà người ta đưa cho em cái tờ giấy và người ta giữ bắt bao của mình là mình đã đọc visa đó, là em cảm thấy rất là vui và thoải mái. Và em thấy mấy cái bạn xung quanh mình á cũng tự tin như em vậy và ai cũng được nhận visa. Lúc đầu khi mà mới vô phỏng vấn visa thì các bạn nên nhớ là các bạn vẫn phải giữ cái phong thái là tự tin, thoải mái, đừng có áp lực nhiều quá và cứ cười thật nhiều đi, gây thiện cảm với người phỏng vấn. Thì lúc đó tinh thần sẽ thoải mái hơn và người ta hỏi gì mình nắm bắt câu hỏi của người ta và mình trả lời. Em có thể chia sẻ với các bạn là qua Mỹ em học trường gì bên đó? Qua Mỹ em sẽ học trường Howard Community College, ngành quản trị kinh doanh. Em lý do tại sao là em chọn trường đó đi học? Tại vì em chọn trường đó tại vì trường có những điểm tốt như là trường 5 năm gần đây là trường được công nhận là trường công lập cao đẳng tốt nhất. Rồi được xếp trong top 50 trường cao đẳng có chất lượng giảng dạy tốt. Rồi cái ngành em học là ngành quản trị kinh doanh, là một trong 5 ngành hot nhất của trường. Và em tin rằng với kinh nghiệm nhiều năm của trường sẽ giúp cho em trên con đường thành công của mình. Khi mà mình sang tại Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Về dịch vụ của Tân Đại Dương thì em được chị Bích là người tư vấn chuyên cho em. Và em cũng có được học với anh Khôi và anh Bảo Anh là đã dạy cho em một khóa tâm lý rất là vững chắc. Khi mà được học với anh Bảo Anh thì
tất cả mọi người cũng giống như em là với một tinh thần rất là thoải mái. Anh đã chỉ cho mình cách làm sao để tự tin và nói chuyện với người phỏng vấn như thế nào, và những cái sự lo lắng nó sẽ vơi đi hết. Khi làm hồ sơ thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em cảm thấy dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt. Những cái người tư vấn riêng cho mình rất là nhiệt tình và năng động, chỉ cho mình từng cách đi đứng, cách ăn mặc, rồi sự tự tin, và nói chung là rất là quan tâm và chăm sóc mình. Qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em có tìm ở trên mạng các dịch vụ, và với lại em có những người bạn cũng đã từng học ở Tân Đại Dương và mấy bạn giới thiệu cho em, và em tới tư vấn thì em thấy là Tân Đại Dương rất là ok, cho nên là em chọn Tân Đại Dương để Rồi, cảm ơn những chia sẻ của Thiện. Thì chị thay mặt cho công ty Tân Đại Dương là chúc em qua Mỹ sau học tập thật tốt, và khi nào mà có cơ hội về Việt Nam thì nhớ ghé công ty thăm mấy chị. Dạ. Rồi. Chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây, và xin chào, hẹn gặp lại.